Ok, xin chào tất cả, đã quay trở lại với kênh Ngô Thế Ngọc của mình nhá. Để theo dõi trận siêu kinh điển 4v4 ngày hôm nay nhanh em ơi. Thì kèo này là một kèo cực kỳ kinh điển luôn. Chỉ cần team mình thắng kèo này thì chính thức mình sẽ lấy được quân đoàn nhá. Và như anh em mà xem từ đầu đến cuối clip này, không thua thì mình sẽ cho anh em một slot vào quân đoàn. Và mình sẽ hỗ trợ thẻ đổi tên luôn nhanh em ơi. Đặc biệt là sẽ tặng cho anh em một phần quà, bởi vì anh em đã xem hết cái series mình lấy lại quân đoàn nhanh em ơi. Khoảng độ nửa tháng rồi anh em ơi. Bây giờ mình vẫn chưa lấy được quân đoàn, và quân đoàn của mình vẫn tên là gia đình gầm giường anh em ơi. Thì mình khá là buồn luôn anh em ạ. Đấy thì kèo 4v4 này thì mình sẽ giới thiệu qua hình cho anh em nhá. Đây mình đổi ngay cái biệt danh này để cho anh em dễ đọc nha anh em ơi. Team mình thì có mình này, có Sima này, có Bé Lâm này và có Culi nha anh em ơi. Còn team của Nghĩa K8 thì sẽ có Nghĩa K8 này, Y D Khánh này và Quác Trung Kỳ nha anh em ơi. Và hát trong 06 anh em ạ. Nói chung là mấy thanh niên này tên khá lạ, mình cũng chưa biết là mấy bạn này bán hay không, nhưng mình thấy là mình nghĩ khả năng cao là không ăn được team mình đâu anh em ơi. Bởi vì team mình có 3 người bán cực kỳ hay, là chính là Sima, Bé Lâm và đặc biệt là Culi nha anh em ơi. Chùm Mai Lai Việt Nam anh em. Ui, nói chung là trận này mình khá là tự tin. Thì mình mong là anh em xem từ đầu đến cuối clip này không thua nhá. Thì Culi hôm qua mình đã nhờ rồi anh em ơi. Còn lý do vì sao Ken BC không bán, vì là Ken BC hôm nay bận nhanh anh em ơi, vào Sài Gòn anh em ạ, nên là không bán được nhanh anh em ơi. Nên là mình sẽ thay vào đấy là Bé Lâm nhanh anh em ơi. Thì mong là anh em xem từ đầu đến cuối cái phiên công chiếu này nhanh anh em ơi, để anh em kiểu như là ủng hộ cho team mình nhá. Và anh em là chưa like anh em ấn ngay nút like đi anh em ơi, để mình bắt đầu này. Mình sẽ để anh em 3 giây bấm like này. 3, 2, 1 like anh em ơi. Ôi, cảm ơn anh em nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu luôn này, vô luôn. Rồi, đây chính là kèo 44 nha anh em ơi. Máu 500 anh em ạ, và chỉ có 7 dao thôi nha anh em ơi. Nên nói chung là khá là căng đấy. Từ giờ bây giờ mình sẽ chỉnh một số thứ nha anh em ơi. Ok, mình sẽ tắt mic đi, quên mất chưa tắt mic anh em ơi. Phải tắt mic thì mới bán được anh em ạ. Đấy, mình sẽ tắt cả mất tất cả luôn nha anh em ơi. Từ á, ok. Mình sẽ thử chỉnh một số thứ để mình chuẩn bị chơi cho quả giao diện này nha. Đây mình sẽ để tên vào đây cho nó đỡ vướng này. Để mình bắn cho anh em thấy nó đỡ vướng này anh em ơi. Ok, mình sẽ mua luôn Thăm Sơn này anh em ơi. Mua luôn kèo Thăm Sơn này. Trời ơi, chưa cả kịp mua dép mua anh em ơi. Đấy, nói chung là căng nha anh em ơi. Kèo này một kèo cực kìa căng, 4-4 anh em ạ. Đó, nên là mình nghĩ là anh em nghĩ là team này mình sẽ chiến thắng với tỷ số bao nhiêu. Ok, mình sẽ cố gắng mình vừa tập trung mình bắn nha anh em ơi. Mình sẽ không thể để thua được trận đấu này anh em ạ. Ok, nói chung là team bạn thì đang thủ và team mình là Sima đang công lên rồi anh em ơi. Sima đang công lên rồi. Team bạn thì mình vẫn chưa thấy ai anh em ơi, team bạn mình vẫn chưa thấy ai. À đây ơi, thanh niên đầu tiên của Sima đã cùng rồi anh em ơi. Trời ơi, nói chung là team bạn kỹ năng quá là cao nên là Sima đã cùng rồi. Không cứu nhá cả nhà ơi, không sẽ cứu nhá. Cứu thì chắc là bắn đến tết mất. Rồi Culi bên mình thì đang chuẩn bị rồi. Team bạn là hình như đã thấy mình rồi anh em ơi. Trời ơi, tay mình vẫn đang trơn nữa anh em ơi, tay mình vẫn đang trơn nữa. Từ bình tĩnh rồi ơi. Rồi không ổn rồi anh em ơi, nói chung là team bạn bắn hay đấy anh em ạ. Trời ơi, liệu team mình có thua không đây anh em ơi. Rồi, yếu rồi, ok, cùng một. Thôi xong rồi. Mà team mình cũng chỉ còn một người thôi anh em ơi. Thôi xong mình rồi. Ui, thực sự là team bạn có kỹ năng nha anh em ơi. Ui, mình không ngờ là team mình thua ngay giao đấu đầu tiên anh em ạ. Ủa vã trưởng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung nha. Mình sẽ cầm 1014 nha anh em ơi. Lâng lên 3 chip thôi anh em ạ. Ui, mình không ngờ team bạn bắn hay như vậy thôi anh em ơi. Căng nha anh em ơi, căng nha. Giờ phải tập trung anh em ơi, không tập trung là khả năng team mình thua thật đấy anh em ạ. Nói chung là team bạn bắn khá là hay nha anh em ơi. Ok, anh em mình tập trung một tí. Không ngờ là team mình này, nói chung là có kỹ năng mà không ngờ là để thua giữa team bạn như này thôi anh em ơi. Nên bây giờ bọn mình tập trung, bọn mình hơi chủ quan anh em ơi, hơi chủ quan giao đầu anh em ơi. Từ từ nha, căng nha. Đâu rồi. Ok, bên này anh em ơi. Rồi, bình tĩnh anh em ơi. Đây. Rồi, ok, cùng một. Cả luôn anh em ơi, tránh trường hợp là team bạn chơi bẩn là cứu anh em ạ. Rồi, cục 2 rồi anh em ơi. Hay quá. Đâu rồi. Thấy rồi, anh em ơi. Ui, nó bắn một đầu mình kìa. Ui, nó bắn phát đầu mình luôn kìa anh em ơi. Căng nha anh em ơi. Nó bắn khẩu DM mà vào đầu được, mình hiểu cái trình độ của team bạn bắn như nào đấy nhá. Thôi xong rồi, team mình đang nhiều máu rồi anh em ơi. Bây giờ mình phải thật ra, ok, còn một thôi anh em ơi. Chỉ còn một thôi anh em ạ. Rồi, ok, ra rồi. Một thanh niên đấy đâu, đây. Thấy rồi anh em ơi, thấy rồi. Ở đây. Ui, cái gì vậy? Ui, ra đạn vào đầu mình luôn kìa.
Toang rồi, bây giờ chỉ còn bé Lâm thôi anh em ơi. Giờ chỉ còn mỗi bé Lâm thôi, liệu bé Lâm có chiến thắng được cái thanh niên bên này không đây? Trời ơi, nó bắn hay quá anh em ạ. Ôi đây đúng là một con quái vật bên bên team của thanh niên kia K8 anh em ơi. Thôi mình nghĩ là bé Lâm khả năng quả này là toang rồi anh em ơi. Thôi bây giờ mình xem bé Lâm bắn nhá. Chuyển qua vị trí của bé Lâm. Rồi cái thằng trong công 6 này bắn kinh quá anh em ơi. Cố lên bé Lâm ơi. Rồi bé Lâm là người cuối cùng trong team Sima. Liệu bé Lâm có chiến thắng hay không đây? Căng quá anh em ơi, team bạn bắn căng quá anh em ạ. Toàn các con quái vật thôi anh em ơi. Đây rồi. Ôi ôi, bé Lâm bay cái đầu luôn kìa. Bé Lâm bay, bé Lâm thao tác cũng khá là nhanh anh em ơi. Team bạn thì đang có lợi thế anh em ạ. Rồi chúng ta cùng theo dõi bé Lâm nha, không thèm quần máu luôn anh em ơi. Cố lên. Trời, thải bắn hay quá anh em ơi. Ui, ơ khịa team mình luôn kìa. Vãi trưởng rồi anh em ơi. Có khi nào team mình lại thua không anh em? Cái anh em thấy chưa, anh em thấy kèo 44 nó căng chưa? Team mình có cu lì với cả bé Lâm các thứ xì ma mà, anh em thấy chưa? Team bạn bắn vừa tí thắng team mình luôn kìa. Bây giờ mình phải tập trung anh em ơi, chứ bây giờ mà bắn ấy là thua đấy anh em ơi. Bây giờ chủ quan là thua đấy anh em ạ. Nên là mình sẽ không chủ quan được đâu anh em ơi. Ủa cái thằng ngớ trong bên kia nó bắn kinh thực sự anh em ơi. Nó cầm cái khẩu DM mà nó bắn ra đạn vào đầu thôi anh em ạ. Mà khó nha, khó rồi nha anh em ơi. Khó rồi nha, từ từ nha. Bây giờ mình sẽ chơi DM mình bắn từ xa nha anh em ơi. Đây rồi. Ê, anh ngồi lên gì đấy? Khó nha anh em ơi, khó nha. Qua luôn, 3-1 thì không chột cũng khỏe anh em ơi. Rồi ok, cùng một rồi. Bọn mình là chơi chiến thuật là đi chung nha anh em ơi. Khó nha, anh em ơi. Đây rồi, trong nhà. Rồi xi mèo gục luôn rồi anh em ơi. Rồi, quả kèo căng rồi anh em ơi, ok. Không sao. Em mình cũng đã gỡ lại một kill rồi anh em ơi. Vậy cái gì vậy? Ui, thanh niên này bắn ra đạn vào đầu mình luôn kìa anh em ơi. Thôi xong rồi. Ok, để xem là liệu team mình bé Lâm có làm được lên chuyện hay không anh em ơi. Cố lên bé Lâm ơi. Cố lên. Tin bé Lâm bên này là vị trí của Kuli. Rồi, làm gì đây ui. Những pha đặt keo khá là nhanh đến từ vị trí của Kuli anh em ơi. Rồi ok, bé Lâm cũng đã gục luôn rồi. Rồi, vào đâu rồi, ui. Đặt keo khiến mình hoa mắt chóng mặt đau đầu anh em ơi. Ui, phu tỏa luôn kìa. Cố lên ơi. Không ổn rồi anh em ơi. Mình thấy là không ổn rồi anh em ạ. Thôi xong rồi. Xong thật rồi anh em ơi. Ai ui, đúng là cu lì anh em ơi. Ra đạn vào đầu. Thực sự quá căng anh em ơi. Mình cứ nghĩ là bạn ấy cu lì sẽ toang thôi nha, nhưng mà không ngờ là bắn ra đạn vào đầu luôn kìa. Uầy, đỉnh cao thực sự anh em ơi. Uầy, kéo 44 này đúng thực sự là quá là căng anh em ơi. Mình bắn này thoát tim thôi anh em ạ, xem thoát tim thôi anh em ơi. Cố lên. Không sao anh em ơi, 30 chưa phải là Tết. Mình nghĩ là vẫn có thể là được kèo anh em ơi. Chỉ cần tập trung một xíu là có thể là được kèo anh em ạ. Căng thực sự anh em ơi. Trận này Sima bên mình lu mờ luôn anh em ạ. Team bạn bắn quá hay luôn anh em ơi. Ôi, thanh niên bắn DE kia là kinh nha. Thanh niên cầm DE kia bắn kinh nha anh em ơi. Hay. Trời ơi, đông quá anh em ơi. Từ nha, bình tĩnh nha. Ôi, mình mất tập trung rồi anh em ơi. Đâu rồi. Hai, gục rồi. Rồi, gục mất rồi anh em ơi, quần một. Quần một thôi anh em ơi. Thanh niên cuối cùng đang ở đâu? Rồi.
Trời ơi, nó bắn hay quá anh em ơi. Thủy Toang ơi, 3-1 thì mình nghĩ là không trộn đúng quèo anh em ơi. Mình nghĩ là team mình có thể chiến thắng anh em ạ. Rồi, cố lên, cố lên. Trời ơi, trận này thì thực sự là mình không có cơ hội thể hiện anh em ơi. Vì là team bạn bắn hay quá anh em ạ. Cố lên nào mọi người ơi. 3-1 đây, đừng bảo là gục nhá. Rồi, mọi người đang bắn thôi, mình sẽ đầu hàng để mình xem mọi người bắn nha anh em ơi. Bởi vì là có được cứu không anh em. Rồi xem nào. Thế nhưng cuối cùng là đang ở trong này anh em ơi. Rồi mình, à đây rồi. Để mình chuyển qua vị trí của Sime. Rồi, vào đâu rồi. Hai đều. Trận này mình không phải được thể hiện anh em ơi. Team mình nói chung là bắn căng quá anh em ạ. Team bạn bắn căng quá anh em ơi. Ok, trận này mình sẽ đổi gió, mình sẽ cầm Mac 7 nha anh em ơi. Mình sẽ cầm Mac 7 với cả khẩu MB nhá. Đó, mình sẽ đổi gió để xem bắn như nào nha anh em ơi. Sự là quá căng thẳng anh em ơi. Trận này mình sẽ cố ăn vài kill anh em ạ, chứ không lại ít kill anh em ơi, mình hơi ít kill rồi. Ok, lên luôn anh em ơi, lên luôn. Hai đều anh em ơi, bấm like nào anh em ơi, bấm like nào, đừng xem chuột anh em ơi. Cho mình xin một like nào anh em ơi, cho mình xin một like nào. Kịch tính và căng thẳng thực sự anh em ơi. Rồi, cùng một thôi anh em ơi, cùng một thôi. Mình đang mất tập trung anh em ơi, mình đang. Trời ơi, sao cứ bắn vào thằng gục vậy? Cay thế nhỉ? Không gục luôn kìa anh em ơi, thế mà không gục luôn kìa. Rồi, bua. Trời ơi, tiên bạn bắn hay quá anh em ơi. Đừng mở quá lên nào, tiên mình nhạy thúc anh em ạ. Không ổn rồi. Kìa 4-4 căng thẳng quá anh em ơi. Thôi mình sẽ cầm Thompson đi. Có khi lại thua thật anh em ơi, có khi lại thua thật anh em ạ. Giờ mà không tập trung có khi là thua thật anh em ơi. Trời ơi, trận này mình cũng hơi tâm lý một xíu anh em ạ. Khi là mình bay màu quân đoàn anh em ơi. Cố lên. Tập trung thôi anh em ơi, tập trung thôi. Có cái giáp 4 ở đây anh em ơi. Đây, tiêm bạn đây rồi. Căng nha. Qua luôn anh em ơi, qua luôn. Rồi ok, cùng một. Sao, một thanh niên rồi anh em ơi. Rồi ok, đó quần máu anh em ơi, nó quần máu ơi. Qua đây. Chạy rồi, nó chạy anh em ơi. Đây. Qua đây mày ra đây. Ồ, thằng này trốn rồi anh em ơi, thằng này yếu nó trốn rồi. Xử lý thằng này thôi anh em ơi, xử lý thôi ok. Hay. Còn một thằng cuối anh em ơi. Qua luôn. Chạy đi đâu? Đứng rồi. Rồi ok, yếu anh em ơi, yếu lắm rồi. Mẹ, chạy nhanh quá anh em ơi. Thằng này nó chạy nhanh thực sự anh em ạ. Ôi, nó bắn cục một luôn kìa. Ô kìa. Thằng này bắn cục cu lì luôn rồi kìa. Hay. 3-0 rồi. Quá căng anh em ơi. Trời ơi, quả kèo này thực sự là căng thẳng thực sự anh em ơi. Mình bắn đến nỗi mình không cả bình luận được luôn anh em ạ. Trận cuối cùng anh em ơi. Trận này mà thua thì hơi mệt anh em ạ. Trận này mà thua thì là hơi toang anh em ơi. Em bạn là đúng là team có kỹ năng nha anh em ơi. Team bạn đúng là team có kỹ năng nha.
Ok, mình sẽ mua thêm khẩu DN anh em ạ. Từ nãy giờ có khi là mình nhanh được 2 kill thôi anh em ạ. Khó nha, khó nha. Đâu rồi? Từ từ bình tĩnh anh em ơi, bình tĩnh nào. Đây, mình sẽ quay xử lý thanh niên này bên này trước nhá. Quay xử lý thanh niên bên này trước. Ok, cục 1 rồi anh em ơi. Ok, còn Sima một mình đang cân bên kia rồi. Sima cũng gục luôn rồi. Sima hình như cũng đang bị bao vây anh em ơi. Từ nhà tập trung nha anh em ơi. Có tiếng chân ở gần đây rồi. Căng nha anh em ơi, căng nha. Rồi nó bao mình rồi anh em ơi, nó bao vây mình rồi. Trời ơi, đông quá đạn anh em ạ. Từ anh em ơi, từ từ nha, bình tĩnh nha. Trời ơi, quá căng luôn anh em ơi. Từ anh em ơi, xử lý thằng bên này trước anh em ơi. Ôi ok, quần 1 thôi. Quần 1 anh em ơi, quần 1. Rồi mình chạy đâu? Ok á. Rồi. Ui, thắng rồi anh em ơi. 4-3 anh em ạ. Ui. Ok anh em ơi, thì chính thức mình đã lấy lại quân đoàn anh em ơi. Cảm ơn anh em đã bỏ ra thời gian theo dõi clip này nha. Xem ai MVP đây. Chỉ có thể là cu lì đúng anh em ơi. Chỉ có thể là cu lì thôi. Rồi để xem nào. Đúng là cu à, biến lâm anh em ạ. Ui, trận này biến lâm bắn 8 cư luôn kìa anh em ơi. Có ai đây anh em ơi?